bị bài tuổi được cho là bạn trai Ngọc Trinh. Thưa quý vị, thông tin Ngọc Trinh đang trong giai đoạn hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều được bạn bè cô chia sẻ với truyền thông. Với nhiều người, đây là thông tin gây sốc vì doanh nhân gốc Việt hơn Kiều nữ vòng eo 56 đến 45 tuổi. Hơn thế, ông còn được biết đến là doanh nhân người Việt giàu nhất thế giới. Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị, Việt Nam và hiện sinh sống ở Los Angeles, Mỹ. Thống kê của Forbes đến ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho hay tỷ phú 72 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp thứ 214 trong top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ông Hoàng Kiều được coi là hiện tượng trong giới tỷ phú thế giới. Sinh ra ở ngôi làng nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị, Hoàng Kiều có tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn sống cùng chú, ông theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học. Hoàng Kiều chuyển sang Mỹ với gia đình ở tuổi ngoài 30, thời gian đầu nơi đất khách. Ông từng là nhân viên của Abbott Laboratory với mức thù lao là 1,25 đô la Mỹ trên giờ. Nhờ khả năng nhanh nhạy và tài quản lý, ông được thăng cấp tại Abbott. Năm 1980, ông tự thành lập công ty RAAS và sau đó là Shanghai RAAS Blood Product vào năm 1992. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế. Ông là phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Product, nắm giữ 37% cổ phần công ty này. Công ty của ông hợp tác với Shanghai Blood Center, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến Trung Quốc. Công ty này cũng thuộc top 30 công ty sáng tạo thế giới, top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014, ông tham gia vào lĩnh vực sản xuất rượu vang bằng cách mua lại hãng rượu Michel Moldavi Family. Năm 2015, giới tài chính xôn xao khi Hoàng Kiều bỏ ra 33 triệu đô la Mỹ mua lại villa Homebus Netherlands, vùng ngoại ô Los Angeles. Ông dự định xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại đây. Tuy nhiên, khi nói về độ giàu có của bản thân, doanh nhân 72 tuổi khá khiêm nhường. Đừng nói về cổ phiếu và tiền của tôi. Hôm nay tôi là tỷ phú, chưa chắc mai vẫn là tỷ phú. Không khó để tìm kiếm những thông tin liên quan đến tài sản của ông Hoàng Kiều, nhưng đời tư của ông là sự bí ẩn với truyền thông. Tỷ phú gốc Việt từng kết hôn và có 5 người con. Ông ít chia sẻ về gia đình, nhưng người quen với ông cho biết cả 5 người con Hoàng Kiều đều thành công về đường kinh doanh tại Mỹ. Hồi năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kiều Hoàng Winery cùng 300 vị khách mời, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Tờ Napavalay tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh. Ngoài công việc, Hoàng Kiều được nhắc đến nhiều bên cạnh các cuộc thi Hoa hậu. Năm 2010, ông từng nuôi ý định mang cuộc thi Hoa hậu thế giới về Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này của ông đã không thể thành công. Cùng lúc, ông vướng vào bê bối quỵt tiền đất tại địa điểm dự định tổ chức cuộc thi ở Tiền Giang. Kể từ đó, Hoàng Kiều gần như biến mất khỏi giới đầu tư tại Việt Nam.